Tụi mình chỉ biết hút. Ở hút cái gì vậy mày? Hùng bô ra. Bring that ass back like a boom 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 boom. Em nợ nần học phí, tôi dạy em làm hot hơn TikTok. Một quạt ra tiền học, đường tình đường tiền là đường anh lao. Fan 2.3, hai em thấy kép 3, hai em ấy đi ăn bún đậu hàng khay. Thầy tao ngồi đứng tiền ở VTV Hà Tây. Mẹ muốn kể ra câu chuyện của mình nhưng lại ngại không biết kể cùng ai. Bác là thứ bạn cần, nơi tâm sự của người lạ. Thử nghe nhé. Trở về như là người quen đường cũ. Em nói là đời chẳng có gì để lo, bởi vì em là em trong những lần phê cỏ. Có hình xăm ở trên da, biết cả tên mẹ tên cha. Những cơn bê không thể tả khiến cho đời.
tình yêu. Chẳng đến vào ngày đầy nắng, mang theo mình nụ cười say đắm. Làm sao dài mãi đừng đầy tình yêu. Mà anh có xét, thích làm chơi ít bộ phép. Mà đến góc cạnh không góp chết. Nước nhắn qua các em lại khóc thét. Bọn anh toàn giờ còn mấy chẳng khác chỉ văn thôi. Bọn anh thích ăn gì, anh chẳng lấy thứ khó là ăn chơi. Nước vốn club tự tin bắt đầu em lại đi vào. Dính ngay với sau chiếc cầu mà anh chẳng biết là khi nào. Ê, quản lý chiếc phi. Em đi về đẹp trai lại cướp đi. Chúc mừng anh đã quay vào ôm lượt ngay ý nhỉ. Yêu thằng khác.